Dạ vâng, em chào tất cả bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn. Trong video clip này, em thông báo với tất cả bác, em đã chuyển qua địa chỉ mới, đó là ngay quốc lộ 22. Địa chỉ là 58/5, quốc lộ 22, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện đường Lê Thị Hà, ngay đèn đỏ nhá. Rồi thì thời gian vừa qua em khá là bận việc để chuyển hàng hóa cũng như là set up lại cửa hàng, nên có một số bác nhắn tin gọi điện em trả lời tin nhắn chậm cũng như là không nghe máy được của tất cả bác, thì cũng rất mong các bác thông cảm nhé. Giờ thì bên em đã ổn định thì em sẽ phục vụ tất cả bác là một cách là tốt nhất nhé. Rồi, và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết lần lượt hai dòng sản phẩm mà bên em vừa mới về trong chiều nay. Thứ nhất thì em giới thiệu tới tất cả bác đó là bộ dây AV của hãng Litton. Đây là một dòng dây rất là quen thuộc, được bên em phân phối rất là nhiều cho tất cả bác rồi. Dòng dây thiết kế đơn giản nhá, rất là đơn giản, nhưng chất âm của nó mang lại rất là hay. Các bác có thể xem được lớp mát chống hiệu của nó này, cực kỳ là dày. Đầu rắc rất là nhỏ gọn và cắm rất là êm. Đầu rắc Litton. Đó, thiết kế chống hiệu hai chiều nha bác. Em về được số lượng tầm khoảng là 30 bộ. Và đây là dòng dây AV mạ bạc, thích hợp cho tất cả bác sử dụng để mình cải thiện độ sáng, độ chi tiết. Dòng này thì nó cho một chất âm sạch sẽ này, trong trẻo này, lời ca rất là ngọt ngào nhá. Đặc biệt những bác nào thích đơn giản đó thì lựa chọn bộ dây này. Rất là hay nhá, rất là hay, rất là xịn nhá. Bộ dây AV này thì bên shop em phân phối cho tất cả bác là 400.000 một bộ nhá. 400.000 cho một bộ như thế này. Em bao ship toàn quốc nha các bác. Đó, rồi tiếp theo em đi qua bộ dây AV của hãng XLO. Dòng dây này thì được tất cả các bác ưa chuộng rất là nhiều nhá. Tại vì em bán cho tất cả bác dòng này cực kỳ là nhiều rồi. Các bác có thể xem được này, những sợi đồng mạ bạc rất là tinh khiết này. Hệ thống chống nhiễu TDK, chống nhiễu hai chiều nhá. Và đầu rắc này cũng là đầu rắc của hãng XLO, rất là đẹp, thiết kế bện xoắn với nhau. Đầu rắc mạ vàng. Đặc trưng của dòng XLO thì nó cho một chất âm rất là sáng tiếng, rất là trung thực, thích hợp cho tất cả bác sử dụng nghe nhạc vàng, nhạc bolero, các dòng nhạc trước năm 75. Tiếng rất là trung thực, rất là hay. Đầu rắc mạ vàng rất là đẹp nhá. Đó, em về được số lượng là 30 bộ để phục vụ tất cả bác nhá. Và dây AV XLO này bên shop em phân phối cho tất cả bác giá chỉ có 700.000 một bộ nha các bác. Giá em đã bao ship nhá. Đó, rất là đẹp, rất là xịn như thế này và rất là nhiều. Rồi, tiếp theo em cũng về thêm được một ít đó là những chiếc đèn báo vôn, đèn báo chỉ số A, chỉ số Watt này. Đèn này được lắp ráp ở những con lọc nguồn TP2000 nhá. Đó, em về được chắc cũng tầm khoảng là 10 con nha các bác, 10 con. Hiện thị là 5 thông số nha các bác. Watt, kWh này, hệ số cốt alpha, chỉ số volt, chỉ số A. Và đây, đây là mặt sơ đồ nhá. Đó, nó vào là AC 80 đến 300V này. Từ 80 đến 300V. Đây là điện đầu vào nhá. Hiện tại em đang cắm là điện 220. Đó, các bác xem nhá. Và một con như thế này các bác mua về gắn ở trong biến áp cách ly này, lọc nguồn này. Đó, rất là đẹp. Và mình có thể xem được chỉ số luôn nhá. Một chiếc như thế này, giá bên shop em phân phối cho tất cả bác là 280 một chiếc nhá. Giá bên em đã bao ship nhá. Nếu các bác lấy con một thông số thì nó rẻ thôi, nhưng con này nó tận 5 thông số, giá của nó 280. Các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé. Loại này thì em về được ít thôi, nó tầm khoảng 10 chiếc thôi. Đó, nên bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Rồi, ok, thì em cũng xin kết thúc video ở đây nhé. Những bác nào chưa đăng ký kênh, nhấn đăng ký, nhấn like để ủng hộ bên em nhé. Một lần nữa thì bên Hoàng Audio Sài Gòn kính chúc tất cả bác sức khỏe nhé. Rồi, em chào tất cả bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.